Chào tất cả mọi người, thì hôm nay mình sẽ cùng với mọi người tìm hiểu làm sao có thể tạo một cái chữ cái to ở đầu một đoạn văn bản như thế này. Thì ở đây mọi người sẽ thấy mình đang có một cái ví dụ về cái phần chữ thư viện. Và ở đây chữ T của mình đã được làm to tương ứng với 3 dòng. Và ở đây để làm được cái điều này thì mình sẽ thực hiện các cái bước như sau. Ở đây mình đang có một cái ví dụ tương tự ở phía dưới này, thì mình sẽ chọn cái chữ T ở đây để làm nó to ở cái phía đầu dòng của mình. Thì đầu tiên mọi người sẽ thực hiện các cái bước như sau. Mọi người sẽ chọn vào chữ T cho mình, tiếp theo vào thẻ Insert và nhìn vào bên phải của thanh keyboard thì mọi người sẽ thấy chữ drop cap. Thì ở đây mọi người sẽ chọn vào đây, thì chúng ta sẽ có các cái lựa chọn ở đây tương ứng với cái vị trí xuất hiện của cái drop cap của mình. Đây thì mọi người sẽ chọn vào cho mình là Rocket. Sau khi mình chọn rồi thì mình sẽ xem cái chữ của mình đã phù hợp với kiểu mà mình mong muốn hay chưa. Từ đây ví dụ như mình muốn thay đổi cho nó là nằm ở 4 dòng và khoảng cách từ cái chữ S này cho đến đoạn văn bản của mình là 0.1 thì mình sẽ thực hiện như sau. Đầu mọi người sẽ chọn vào cái chữ S mà mình đã làm to lên ở đầu đoạn văn bản như thế này. Tiếp tục mọi người sẽ vào cho mình cái thẻ Insert này, vào Crop Cap này. Ở đây mọi người sẽ thấy Crop Cap Option, thì chúng ta sẽ có các cái lựa chọn, có các cái tùy chọn ở đây. Thì đầu tiên là Option của mình sẽ là cái vị trí của chữ Crop Cap mình. Thì đây mình đã lựa chọn cho mình là Crop Pick ở đây rồi. Tiếp theo là phần Option của mình sẽ có các cái phần là Font này, là chữ drop và cái phần cuối cùng là cái khoảng cách từ cái chữ cái lớn này đến cái đoạn văn bản ở phía sau. Từ đây phong của mình sẽ chọn cho nó phong Times New Roman. Từ đây mọi người sẽ có thể gõ chữ Times này và nhấn vào cái mũi tam giác ở đây thì nó sẽ tìm đến cái Times New Roman cho mình. Mình sẽ chọn vào Times New Roman. Tiếp theo phần là chữ drop của mình sẽ là mình muốn cho nó là đứng đầu 4 dòng ở đây. Tức là ở đây nó là lựa chọn cái số dòng hiển thị cái chữ drop cap này. Thì ở đây mình muốn hiển thị trong 4 dòng thì mình sẽ chọn vào đây 4. Còn nếu mọi người có thay đổi là 2 thì mọi người sẽ thay vào đây là 2. Đây mình sẽ sửa lại là 4. Cuối cùng là cái phần khoảng cách từ cái vị trí cái chữ drop cap và các cái phần kể từ ở phía sau cái đoạn văn bản này. Thì đây mình đã muốn là nó cách nhau khoảng 0.1 thì sau khi mình sẽ chọn vào đây 0.1 mình nhấn OK để lưu các cái tùy chọn. Thì ở đây mình sẽ thấy được là cái khoảng cách từ cái chữ S đến đây là có một cái khoảng trắng này tương ứng với 0.1 và tiếp theo là nó nằm ở đầu đoạn văn bản và bao gồm 4 cái dòng ở đây. Ngoài ra mọi người cũng có thể chỉnh sửa nó lại cho nó phù hợp bằng cách là vào Insert này, chọn Drop Cap và chọn Drop Option. Thì đây mọi người cũng có thể là chọn cho nó cái phong là mình ở đây là mình sẽ chọn một phong khác. Mình chỉ cần gõ hai cái chữ cái ở phía đầu tiên của cái phong chữ, sau đó mình chọn vào đây. Ví dụ ở đây mình là chọn cái phong này. Tiếp theo là cái line Drop của mình chọn là 2 đi. 2 đi. Đấy. Tiếp tục là mình sẽ chọn ở đây là ví dụ 0.2 hay là 0.15. Mình sẽ nhận vào đây 0.15 và cuối cùng mình sẽ thực hiện nhận OK. Mọi người sẽ thấy là nó đã trở về cái vị trí là lớn hơn và ở bao gồm hai cái dòng ở đây. Đó. Lựa chọn cái số dòng của mình là 2 dòng. Thì trên đây là cái phần hướng dẫn về cách tạo cái chữ cái lớn ở đầu đoạn văn bản. Mọi người có thể xem và thực hiện làm theo. Chúc mọi người thành công.